uh, quarters uh, trên uh, Harvard Business School thì đưa ra bảy cái mô hình bảy cái bước hoặc là tám tám cái đây là tám cái bước để mà thu thập thông tin ở uh, trong phân tích kinh tế còn uh, đương nhiên là cái bảy bảy phương pháp thì thì nó sẽ liên quan đến bảy phương pháp kia thôi bạn nhìn nó sẽ cái trùng lập bạn cái bước là gì đúng không bạn generation generation bạn nhìn trung trung bạn nhìn cái tổng quan bắt đầu thu thập bắt đầu quá trình thực hiện bắt đầu bạn lưu trữ nó bạn quản lý thông tin nghĩa là bạn biết cái thông tin nó nằm ở đâu, nó nằm trong thời gian nào và nó áp dụng ở đâu, thứ sáu bạn phân tích cái thông tin đấy nó sẽ sử dụng cái gì trả lời câu hỏi nào của bạn, thứ bảy visualization, visualization là một cái cái mà bạn thì thấy, thấy bên nghiên cứu nó nó ít nói đến nhưng mà bên kinh tế này nó đến Nó chính là bạn minh họa nó ra, nó minh họa bằng bảng biểu để cho người ta dễ hiểu, tại vì hầu hết những cái người mà không phải làm chuyên về thông tin hoặc chuyên về nghiên cứu thì thì, thì họ cần nhìn bảng biểu, họ cần nhìn số, họ cần nhìn những cái đường thẳng nó cắt chéo nhau rồi cái đi lên cái đi xuống rồi pie chart là cái cái biểu đồ cắt bánh đấy là miếng bánh to miếng bánh bé ấy, thì nó dễ nhìn hơn cuối cùng là interpretation như là bạn lý giải xem là cái data này cái số liệu này nó có giá trị gì tại vì nếu bạn thu thập số liệu mà nó không có giá trị gì thì bạn thu thập để làm gì đó thì lại coi về câu chuyện là why đó, tại sao bạn phải thu thập số liệu này đây là có ba loại số liệu của người tiêu dùng tại vì nó làm kinh tế nên sẽ gọi là người tiêu dùng nhóm đầu tiên đó là thu nhập trực tiếp từ những người sử dụng đó, dựa trên công ty của bạn nghĩa là giả như là một cái công ty bán điện thoại di đi động thu nhập trực tiếp feedback từ người mua điện thoại di đi động của họ thì đó là thông tin đầu tiên thứ hai là dự, cái lượng thông tin dựa được chia sẻ bởi một tổ chức khác nhưng cùng với cái nhóm cùng với cái nhóm khách hàng mà bạn hướng đến Đấy, điện máy xanh Bán, bán điện thoại thu thập thông tin của người mua điện thoại là first party và bên FPT đưa ra một báo cáo là tôi thấy là những người mua điện thoại điện máy xanh đưa ra là những người thuộc nữ nhiều hơn nam bao nhiêu 57 và 43 phần trăm thì đó, thì đó là cái mà điện máy xanh sử dụng cái thông tin của FPT đưa ra thì, thì đó là second party còn điện máy điện máy xanh đôi khi nó cũng họ không thu tập cái đó họ không họ, họ, không thu tập chi tiết đến họ chỉ quan tâm đến gọi là trải nghiệm của bạn nhưng mà không quan tâm đến cái demographic khác như là họ không quan tâm đến là nam hay là nữ uh, họ không quan tâm đến cái thu nhập social economic hoặc đôi khi họ không quan tâm đến những cái địa chỉ tại vì những cái đó đôi khi những cái nó hơi nhạy cảm mà mà mà, người ta không những người mà người có, có ý thức về mặt an ninh thì người ta sẽ cá nhân thì bạn an ninh thông tin thì họ sẽ không cung cấp cho những đơn vị bán hàng nhưng mà họ đôi khi mà phải cung cấp cho chính phủ thì thì những gọi khi thông tin đó thì phải dựa trên chính phủ Ok, và bên thứ ba là bên đã được đúng không? Đã được bán, đưa ra những cái thông tin đã được bán bởi một cái tổ chức mà không có kết nối đối với tổ chức của bạn hoặc là kết nối với người sử dụng của bạn. Đó thì trên cái phần thứ ba là thường nó sẽ liên quan đến cái bên nghiên cứu quốc tế, một cái bên thứ ba quan sát quốc tế hay là một bên của chính phủ hoặc một tổ chức biệt lập, tổ chức phi lợi nhuận biệt lập nào đó thì họ không hoặc toàn không có liên kết thì trong cái cùng với hệ thống của mình nghĩa là họ hai bên không cùng nằm trong à, không trùng không cùng nằm trong nền kinh tế bán hàng không cùng nhóm ngành bán hàng và không cùng hướng đến đối tượng mua điện thoại gì đâu chẳng liên quan gì. nhưng mà họ có quan sát nghĩa là họ quan sát nói chung mọi chuyện chỉ quan sát là nền kinh tế đúng không? quan sát hệ thống kinh tế quan sát về cái gọi là hệ thống bán hàng hay là quan sát về cái gọi là ok à, thì đó thì đó là cái mà có bên thứ ba thì bên thứ ba này gọi nếu mà nó sẽ đưa ra cái vấn đề nó chung chung mà tính gọi là view point of the context hơn là cái bên uh, hai bên có liên quan gần sát kia thì bảy cái phương pháp này thì các bạn vẫn là thế vẫn là thu thập uh, ý kiến survey uh, transactional tracking là dựa trên cái mức độ chi tiêu như là uh, cùng một tài khoản này tiêu bao nhiêu cho cái sản phẩm nào đấy bà bà cũng là phỏng vấn và tập trung vào một nhóm khách hàng nhất định từ vẫn là quả, quan sát năm là online tracking là kiểm tra những cái lượt người ta truy cập vào website rồi click vào kiện hàng nào nhiều hơn ít hơn ấy. cái đó là cái mà chúng ta lo lắng là là bị bị kiểm soát thông tin thì cái đó là cái đương nhiên mà cái website của bạn nó có thể track được chỉ đơn giản là bạn có theo dõi nó hay không và sử dụng nó mục đích gì hay là Facebook họ, xem cái content mà sử dụng nó thuộc cái hashtag nào nó thuộc cái trường thông tin nào về giải trí về ăn uống về về phụ nữ về, về về bạo động về tranh cãi chẳng hạn thì nó cứ bạn xem quá 30 giây nó bắt đầu gợi ý gợi ý gợi ý tiếp tục thì bạn không bao giờ bạn dừng lại được như vậy rồi họ phải bán hàng cái thứ xung quanh cái sản phẩm xung quanh cái đó nó cái vậy form là cái mẫu đơn bạn hay điền này và cái cùng là quan sát hoạt động mạng xã hội nó social media monitoring cái, cái vừa nói thì làm về kinh tế thì họ sẽ đưa ra những cái công cụ nó cụ thể hơn khoa học thì nó sẽ đưa ra một cái một tính chung chung hơn để giữ giữ cái sự gọi là trung lập và cái sự uh, phát triển tiến bộ của của nền khoa học nói chung và trong đó khoa học xã hội khoa học uh, cơ bản hay là hay là khoa học uh, tự nhiên Indeed là một cái trang mà hay tự, tuyển dụng và tìm kiếm việc làm gọi, gọi là lớn nhất của 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 tây âu bắc mỹ à, và trên thế giới sử dụng rất nhiều việt nam sử dụng rất nhiều và họ đưa ra 18 một cái kỹ năng quan trọng nhất cho những người phân tích về số liệu wow. cái bạn mới nhất vào tháng 7 2022 cũng là cái bạn nên xem khi, mà mình gọi là áp dụng cái việc gọi là thu thập số liệu thực tế thì hết là SQL, SQR với các bạn là một cái công cụ để giống như Excel và sử dụng để mà nhìn thu thập tất cả số liệu chia ra các cột hàng cụ thể nhưng mà nó là một cái nó mang tính gọi là hiện đại hơn và sử dụng công nghệ công cụ máy tính hơn kho máy tính hơn còn spreadsheet là cái file Excel bình thường như các bạn hay thấy đấy, thì nó có cái một cái công cụ mà để thu thập số liệu thường phải có kỹ năng tư duy đúng không? critical thinking tư duy phản biện nó liên quan đến các cái ngôn ngữ lập trình về số liệu đúng không? R, and Python cái này thì nếu mà người chúng ta làm thông thường thì nó không cần quan tâm lắm thì nó thể xử lý gọi là big data thì nó sử dụng cái dụng đó data visualization nó phải có graph tạo ra bảng biểu kỹ năng thuyết trình và bạn phải diễn giải được thông tin đó và làm người thu làm người ta hiểu cái thông tin đó và thu thập cái sự thu hút cái sự quan tâm của người khác đối với thông tin mà tìm ra À, liên quan đến học máy. À, hơn học máy này thì chính là tạo ra những cái kỹ thuật, uh, tạo ra những cái hệ thống sử dụng SQL, SQL hay là cái ngôn ngữ lập trình hoặc là ngôn ngữ máy tính nó, nó mạnh mẽ hơn thôi. Data warehousing nghĩa là bạn tạo ra những cái nơi để bạn lưu trữ thông tin, tương tác, kết nối. Vì bạn thấy hầu hết những cái thu thập số liệu phải dựa trên uh, số liệu của người hoặc là dữ liệu lớn thì bạn phải tương tác với cái nhóm ngành đội ngũ khác chứ không phải một mình mình sẽ là được hết tất cả thu số liệu được. À giải quyết các vấn đề thì đầu tiên bạn có problem step mà thì đương nhiên bạn phải có problem solving rồi bạn step mà là ok và đây là tôi không hiểu cái này là gì problem solving là ok sau khi hiểu nó về mặt uh, tâm lý học về mặt xã hội học về mặt uh, địa chính trị về mặt uh, khoa học máy tính thì tôi đã hiểu nó phần nào uh, kỹ năng nghiên cứu là tìm kiếm thông tin cắt sẻ mẫu xẻ thông tin là kỹ năng nghiên cứu về một cách chung chung uh, tập trung vào các chi tiết nó hợp tác quản lý cái project của mình nghĩa là đưa ra dự án và hôm nay có 5 ngày để tìm kiểu trả lời cái câu hỏi này thì tôi làm cái này vào ngày nào ngày nào ngày nào và tôi phải tìm ra kết quả gì và nó ghép với nhau thành một cái bài cuối cùng vào ngày thứ năm thì đó là quản lý Đúng không? chuẩn bị các cái số liệu như là số liệu của mình đôi khi nó là các con số đôi khi nó là các ý kiến người A người B người C 50 ý kiến 60 ý kiến và phải chuẩn bị những cái đó Đúng không? cái này số liệu cái sao mà data analysis của của bên thị trường kinh tế thị trường thường là phải có con số cụ thể là như vậy còn những cái mới còn đến cảm nhận hay cảm tính thì đôi khi nó nó nó, là một phần nhỏ và nó không sử dụng cho cái gọi là kinh doanh quy mô lớn nó sẽ thường sẽ thiên, thiên về gọi là tâm lý trị liệu hay là phát triển con người hơn thì nó mới người ta mới quan tâm đến gọi là mang tính gọi là định lượng kỹ năng viết cũng quan trọng Mà chúng ta vẫn đang hơi thiếu cái đó cuối cùng là domain knowledge là hiểu rõ những cái khía cạnh chính của vấn đề đó. domain nó nhỏ hơn domain domain thì là cái, là cái lĩnh vực nhỏ nhỏ nó nhỏ hơn field trong một field có nhiều domain đó. thì nhiều field khác nhau Rồi trong cái field đó thì sử dụng các cái lý thuyết khác nhau theory khác nhau để mà lý giải những cái domain cụ thể và phân tách cái domain khác nhau liên quan marketing Bản, bán hàng kinh doanh quản trị lãnh đạo à, làm về nhân lực làm về tài chính làm về kinh tế nói chung đó, thì đều là cả những cái domain khác nhau chứ không phải tất cả đều là kinh tế nó là, là business tất cả nhau hết đi và sâu hơn nó sẽ chia nhỏ khác nhau và mỗi cái vấn đề chia nhỏ đó nó sẽ áp dụng cái lĩnh vực khác nhau